Sau khi uống trà xong, chúng ta sẽ đến cửa hàng lấy đồ nhé. Không, mẹ không được đi ra ngoài đâu. Có quái vật đồ la ở ngoài kia, chúng sẽ thôi miên mọi người cả đấy. Selena, con tin những chuyện như vậy à? Đúng là thế mà, không phải là chuyện bịa đặt đâu. Chúng sẽ thôi miên tất cả mọi người. Ta là quái vật đầu la đây. Ta sẽ đếm đến ba và bạn sẽ ngủ quên cho mà xem. 1, 2, 3. Rồi sao nữa ạ? Thì làm gì có quái vật đầu la ấy. Mẹ đùa con đấy ạ. Nào nào, thôi đừng lo lắng thế. Sẽ không có ai thôi miên chúng ta đâu. Đi thôi. Còn thấy chưa, làm gì có quái vật đầu la chứ. Quái vật đầu la có thật đây. Chúng có thật, chúng cao hơn cả một tòa nhà và có những cánh tay dài như thế này này. Selena, con đang nói gì thế? Ngoài ra, chúng còn tạo ra những âm thanh rất khủng khiếp. Ngay cả thủy tinh cũng bị vỡ. Thì thôi nào, con đừng mơ mộng nữa được không? Mẹ bắt được con cho mà xem, mẹ bắt được con cho mà xem. Mẹ bắt được con. Mẹ bắt được con cho mà xem. Cái gì đây chứ? Mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Làm sao để cứu mẹ bây giờ? Mình phải làm gì chứ? Không, không, không được thôi miên tao đâu đây. Mình phải gọi điện cho cảnh sát, mình phải nhanh lên mới được. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ, chúng đã làm gì mẹ à? Cách làm cho ai đó hết bị thôi miên. Vậy là mình cần phải dừng âm thanh cho quái vật đồ la phát ra. Xong rồi. Mọi việc đang tệ hơn là mình nghĩ. Bạn đang nằm dưới ánh nắng mặt trời trên bãi biển và trên một chiếc phao có sóng biển. Và sau đó có gió nổi lên, sóng càng mạnh lớn hơn và chiếc phao bị lật úp. Còn bạn thì... Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Làm sao mà ngăn mẹ lại bây giờ chứ? Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Khi con đếm đến ba và vỗ tay, mẹ sẽ thức dậy phải không? 1, 2, 3. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại chưa? Mẹ bị làm sao thế nhỉ? Chúng đã nhìn thấy mẹ rồi, mình phải làm gì bây giờ? Mình làm được rồi. Selena, con làm sao thế? Ôi, cục cưng của mẹ. Mẹ đã bị thôi miên và con sợ là mẹ sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Quái vật đầu la hả? Ừ, có ai đâu bấm chuông? Chắc là bố về rồi, để con ra mở cửa. Selena, cục cưng của mẹ, con làm sao thế này?
Cái gì? Quái vật búp bê xanh? Selena, con có muốn đi bãi biển chơi không? Selena, con đang cư xử rất tệ đấy. Con không thể làm như vậy được. Selena, 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 mở cửa ra đi. Selena, sao con không nói gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Selena, con đi đâu thế? Có chuyện gì thế nhỉ? Selena, thật là tệ khi con cứ cư xử như vậy. Selena, tại sao con lại hành động như thế hả? Quay lại ngay. Selena, Selena. Cô là ai? Selena, giọng của con bị sao vậy? Chào cháu tên là cô gì? Cô nghĩ là cô có thể lừa tôi sao? Không được đâu. Tôi không quan tâm ngươi là ai, tôi cần con gái tôi. Tôi cũng vậy, hãy biến đi, nếu không... Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Sao mình lại ở trong hồ bơi? Mẹ ơi! Nó có tác dụng rồi. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Hôm nay con đã cư xử rất kỳ lạ. Và con còn có một giọng nam nữa đấy. Thật không ạ? Ừ, ai đã làm chuyện đó vậy? Hôm nay con cảm thấy thế nào? Con không nhớ gì cả. Mẹ nói cho con biết được không ạ? Tất nhiên rồi, chúng ta đi về nhà thôi nào.